Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì em lại về được một siêu phẩm gửi tới các bác đây. Rất hiếm, rất ít và rất độc. Đây là mẫu xe BMW 750Ni sản xuất năm 2005, form mới. Đời 2005 thì nó đã chuyển sang form mới rồi. Cái form như thế này thì nó đến tận năm 2008 hoàn toàn vẫn chưa có thay đổi. Chiếc xe BMW 750i này là một dòng xe gọi là cao cấp, gần như là đối với những cái hãng xe 5 chỗ gầm thấp của BMW thì BMW 750i vào thời điểm năm 2005 nó gần như là đẳng cấp nhất rồi. Nó là dòng xe sang đại diện cho phân khúc sedan 5 chỗ của BMW. 750Li thì có cái form dáng rất là rộng và rất là dài. Kích thước chiều dài tổng là 5m2. Đó, và chiếc xe này thì năm 2005 chủ nhân phải bỏ ra rất nhiều tỷ đồng anh em nhá, cực kỳ là nhiều tỷ đồng luôn. Vài tỷ đồng đấy, 5-7 tỷ. Em nhớ không nhầm nó là tầm đấy. Thế nhưng bây giờ giá chỉ còn bao nhiêu ạ? 275 triệu đồng các bác nghe không nhầm đâu, 275 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Giá nó đúng rẻ bằng những chiếc Toyota ví ớt taxi ra và những chiếc Morning E10 mà chúng ta có thể sở hữu được, sưu tầm được một mẫu xe sang đẳng cấp một thời. Đến bây giờ chiếc xe lăn bánh ngoài đường nhìn vẫn là đẳng cấp. Nhìn cái phần đuôi xe thôi, nhìn cái chiếc 750Ni thôi, bất cứ giới lái xe nào cầm vô lăng xe mà nhìn vào cái đuôi xe của con này cũng đều wow. Con này nó hốc xăng như nước nã. Đó là những cái thuật ngữ, những cái suy nghĩ của rất là nhiều anh em mà nhìn vào chiếc xe này. Bởi sao? Ai cũng biết chiếc xe này nó là xe hốc xăng. 750Ni thì cái, nhìn cái form này thì anh em nghĩ nó là phải là chấm lớn. Chứ không anh em nào nghĩ vào chiếc xe này, cái form dáng này nó là tiết kiệm nhiên liệu được. Nó to đùng như thế này cơ mà. Đấy. Máy con này là 4.8 anh em nhá, máy V8. Máy 4.8 V8. Giàn nốp của xe thì bề mặt nốp rất là dày. Đó, và riêng cái hệ thống giảm xóc của xe thì là sử dụng giảm xóc bóng hơi. Chúng ta đi nó rất là êm, nó đi khác biệt so với tất cả những chiếc xe đời mới, phân khúc sedan mà cửa tiền 5, 7, 800 triệu, thậm chí là 1 tỷ đồng. Các bác nhá, đi qua những cung đường bê tông, đi qua những cái con gờ lươn giảm xóc nhá, ngồi trong êm ru luôn. Đấy, bác nào mà chưa được ngồi chiếc BMW 750i này lần nào thì các bác rất khó để có thể tưởng tượng được. Rồi, còn cái chi phí bảo trì bảo dưỡng thì chắc chắn rồi, với những cái dòng xe sang như thế này thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn những dòng xe phổ thông. Đó. Còn bây thời điểm bây giờ thì năm 2023 rồi, phụ tùng nó nhiều, đặt đồ dễ, không thiêu thứ gì cả. Nên mà con này thì một dàn nốt còn rất là dày nhá. À, các bác nhìn phía sau xe thì con này thì có trang bị là cốp mở điện này. Đó, tự động mở lên và tự động xuống. Phần cốp phía sau thì rộng miên man. Toàn bộ hệ thống cốp sau được ốp phun nỉ. Đó, cốp mở điện này. Đấy, con này giá 275 triệu mà xe thì rất là chất nhá anh em nhá. Xe không lỗi luôn, cam kết không đâm đụng, không tai nạn ngập nước. Máy số gầm bệ thì chạy cực chắc luôn. Con này anh em mua về không cần phải làm lại gì nữa cả. Hệ thống đèn này sáng choang luôn. Và con này bên em mới mua về nhá. Vừa mới ngày hôm nay mua về luôn, hôm nay là ngày 19 tháng 8. À đâu, xin lỗi các bác, ngày 19 tháng 10 năm 2023. Mai là sang ngày đặc biệt của phụ nữ rồi. Con này nội thất đây là nội thất nguyên zin, nguyên zin nguyên bản nha các bác nhé. Nội thất là ghế da zin. Cần số vô lăng trên, cần số điện tử trên vô lăng này. Đó, ghế chỉnh điện nhớ, ghế nằm mát, ghế mát xa ghế này. Đầy đủ full tất cả chức năng hết. Màn hình Android này. Các bác nhìn tất cả những cái phím bấm, những cái nút bấm của cái dòng BMW 750Ni này thì người ta gọi là siêu nhiều nút bấm luôn. Vô lăng chỉnh điện, ga tự động, cruise control, phanh tay điện tử, rất là nhiều phím bấm. Nếu mà tìm những cái phím bấm ở trong xe của BMW 750i nó phải tầm khoảng hàng trăm cái phím bấm. Đây, cửa hít này các bác này. Mọi cái cửa hít nó vẫn hoạt động bình thường nhá. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Chạm nhẹ thôi. Đấy, các bác nhìn ở hàng ghế phía sau này, nó rộng như mây bách luôn. Bây giờ các bác mua một chiếc xe mà có cái khoang phía sau nó rộng như thế này mà cái số tiền 275 triệu đồng nhá, cam kết với các bác là không có một chiếc xe nào luôn. Đấy. Con này không gian phía sau của nó rộng mênh mang luôn. Các bác nhìn này, người ngồi vào khoanh chân ngồi ở đây đánh bài được. Các bác rộng quá dã man luôn. Hàng ghế phía sau vẫn là ghế da zin đây. Cốp bệ tì tay rất là rộng. Có cả màn hình treo phía sau, điều hòa phía sau này.
cửa sổ lóc trần da lộn. Được chưa ạ? Táp lô táp ly rất là tươi, toàn bộ hệ thống rèm, rèm che nắng này đều điều khiển bằng điện nhé. Đều điều khiển bằng điện này. Đấy. Này các bác này, nó điều khiển bằng điện như này đấy. Bên này có thể chỉnh được bên kia, có thể bật công tắc sang bên này để xuống chỉnh bên này. À. Các bác thấy không? Xịn sò chưa? Gạt tàn thuốc lá này. Ghế da mọi thứ táp ly rất là đẹp, rất là tươi xe luôn. Đó. Với những chiếc xe mà có trang bị cốp điện, cửa hít như này thì chắc chắn nó chỉ có trang bị trên những dòng xe sang thôi. Đấy. Anh em nào mà kiểu dạng như là đóng cửa nhẹ nhàng mà không có lực ấy thì nó sẽ tự động hít vào, không bao giờ phải cần nhắc lại cái câu là đóng cửa lại. Gối tựa đầu rất là xịn luôn, da của nó là da xịn theo nhà sản xuất, giữ được từ năm 2005 đến giờ nó vẫn đẹp như thế này thì không phải là điều đơn giản đâu các bạn. Phải nói là đây là chiếc xe mà từ đầu năm đến giờ thì đây là chiếc xe gọi là chiếc xe thứ ba thôi, thứ tư của cửa hàng em mua được thôi. Đó. Tầm khoảng 2 đến 3 tháng thì mới mua được một xe, chứ không phải lúc nào cũng có thể mua được, bởi vì dòng này thì để kiếm được một con xe chất và giá hợp lý thì là rất là ít. Tại sao em nói như vậy? Bởi vì có nhiều anh em có những chiếc xe cũng đời này, form này, nhưng mà người ta đang giao bán ở cái giá trên 400 cơ. Tầm giá đấy thì bọn em mua thì dễ, nhưng mà bán ra thì không còn cửa bán nữa. Nhưng mà bây giờ con này bên em bán chỉ cho các bác giá là 275 triệu đồng thôi. Các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555. Và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết. Anh em nào có nhu cầu muốn trao đổi xe thì cũng có thể liên hệ với em để cùng tính bài toán trao đổi nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cửa hàng bên em. Xin trọng cảm ơn.